VTC Game vừa tổ chức họp báo giới thiệu về đêm hội đồng hành cùng Miss Audition 2007. Tham dự có 18 thí sinh xuất sắc nhất cùng với hai vị khách mời đến từ Hàn Quốc. Tối ngày 15 tháng 12 năm 2007, tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức sẽ diễn ra đêm hội đồng hành cùng Miss Audition 2007. 18 thí sinh xinh đẹp xuất sắc vượt qua hai vòng thi trước đó sẽ so tài bằng chính sắc đẹp và tài năng của mình. Ngoài ra, đêm hội còn có sự góp mặt của hai Miss Audition đến từ Hàn Quốc, quê hương của trò chơi nhảy trực tuyến. Để hướng tới đêm hội đồng hành cùng Miss Audition 2007, ban tổ chức đang tổ chức nhiều hoạt động tạo điều kiện để cộng đồng tiếp xúc nhiều hơn với các thí sinh, như giao lưu trực tuyến cùng Miss Audition. 18 thí sinh xinh đẹp sẽ đội mũ bảo hiểm trong buổi tuyên truyền đội mũ bảo hiểm do VTC phát động. Đêm hội đồng hành cùng Miss Audition 2007 hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn, những màn biểu diễn do chính các thí sinh Miss Audition biểu diễn, những giây phút giao lưu cùng khán giả và hồi hộp nhất là giây phút xác định gương mặt khả ái nhất, ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Miss Audition 2007.